Hành trình bắt đầu chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kỳ ai. Để tạo dựng được sự uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp, thủa phôi thai bắt đầu xuất phát từ những con người đầy nhiệt huyết từ diễn đàn kỹ thuật ô tô Việt Nam otohui.com. Hiểu được những nỗi khó khăn với những người đồng nghiệp của mình, những con người theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật ô tô đầy vất vả và nhiều thách thức bởi công nghệ mới liên tục phải cập nhật và lĩnh hội. Những kiến thức mới ít được chia sẻ mang trong mình một hoài bão ý nghĩa. Làm thế nào để có thể góp sức mình vào sự phát triển của ngành này, nghề này? Từ những chương trình hội thảo đầu tiên vào tháng 10 năm 2014, chương trình hội thảo chia sẻ ứng dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô vào công việc sửa chữa xe thực tế đã được tổ chức và được sự đón nhận rất nhiều sự quan tâm của đông đảo những con người theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật ô tô, từ các sinh viên, thợ, quản lý xưởng, chủ gara cho tới các giảng viên cao đẳng đại học. Sự ủng hộ đông đảo của các anh em theo đuổi cái nghề sửa chữa ô tô này là những động lực vô cùng to lớn để đội ngũ VATC xây dựng các chương trình đào tạo hiệu quả với tiêu chí học để làm được, lấy kiến thức làm nền tảng, lấy công nghệ làm giải pháp. VATC chỉ huấn luyện những gì đã nghiên cứu và trải nghiệm. Với phương thức đào tạo mới, thay đổi cách học thụ động vốn đã cũ, học viên được học tập một cách chủ động, trực quan, thực tế, học xong thực hành ngay, giúp học viên lĩnh hội kiến thức sâu hơn và có khả năng ứng dụng tốt vào công việc. Tháng 11 năm 2014, những chương trình đào tạo chuyên đề ngắn hạn bắt đầu ra đời và đón nhận được nhiều sự quan tâm của các học viên ở ba miền. Giai đoạn đầu rất nhiều khó khăn, từ xây dựng tổ chức, cơ sở vật chất, ngân sách vận hành, xưởng thực hành phải tháo dỡ. Tuy nhiên, với niềm nhiệt huyết, luôn luôn khát khao và cố gắng để tạo ra một môi trường học tập tốt hơn cho các anh em kỹ thuật viên sửa chữa ô tô, đã giúp những con người tâm huyết tại VATC không ngừng hành động và đưa ra các giải pháp cải tiến tối ưu. Tháng 8 năm 2015, trung tâm VATC đón nhận niềm vui mới với phòng học và các trang thiết bị mới hơn. Các lớp học được tổ chức nhiều hơn và được sự đón nhận của đông đảo học viên ba miền Bắc, Trung, Nam. Với các khóa học mới, kỹ năng sử dụng phần mềm tra cứu kỹ thuật ô tô, khóa học kỹ năng chuẩn đoán ô tô hiện đại, khóa học kỹ thuật sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử, phun dầu điện tử, khóa học kỹ thuật sửa chữa điện thân xe ô tô, khóa học Anh văn chuyên ngành, khóa học kỹ thuật sửa chữa ECU hay khóa học toàn diện về điện ô tô, kỹ thuật viên chuẩn đoán và sửa chữa điện tử ô tô chuyên nghiệp. Sự nhiệt huyết của những con người xây dựng VATC được đền đáp bằng sự hài lòng và đánh giá chất lượng cao của các học viên sau khóa học. Song cũng gặp muôn vàn khó khăn không hề nhỏ, từ việc làm sao để kết nối và xây dựng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, có tâm và tầm trong lĩnh vực ô tô. Làm sao để xây dựng các chương trình học tập kiến thức mới, công nghệ mới, mang tính thực tiễn cao mà phải nhẹ nhàng, dễ hiểu cho học viên. Làm sao để phát triển đội ngũ nhân sự hỗ trợ đào tạo nhiệt tình, năng động và nhiệt huyết, mang trong mình tinh thần của những người phục vụ. Làm sao để có được thật nhiều các trang thiết bị hiện đại, công nghệ mới, xe đời mới cho các bạn học viên thực hành được nhiều nhất và muôn vàn những khó khăn khác. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết và niềm tin ở một giá trị cao, mình đang làm để trao đi cho những thế hệ đàn em phía sau, để đóng góp sức mình cho sự phát triển của cái ngành này, nghề này. Đội ngũ VATC đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp để vượt lên khó khăn và mang tới những khóa học chất lượng được các học viên đánh giá tốt. Vào tháng 6 năm 2019, VATC chào đón niềm vui rất lớn khi ban giám đốc quyết định đầu tư thêm cơ sở vật chất với địa điểm đào tạo mới, rộng hơn, khang trang hơn, chuyên nghiệp hơn, các phòng đào tạo lý thuyết đạt chuẩn, sở thực hành rộng rãi, chuyên nghiệp, đội ngũ giảng viên ngày càng đông hơn, chất lượng hơn và tận tâm hơn. Các chương trình đào tạo mới được xây dựng mang đến cho học viên nhiều lựa chọn hơn trên con đường chọn nghề, lập nghiệp. Ngoài các chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô trước đây, các chương trình đào tạo về sale ô tô, cố vấn dịch vụ ô tô chuyên nghiệp, quản lý xưởng dịch vụ ô tô chuyên nghiệp đã và đang được xây dựng. Bước đầu đã nhận được sự ủng hộ và đón nhận của các học viên ở cả ba miền, hứa hẹn những triển vọng tươi sáng và sự phát triển mạnh mẽ ở tương lai, mang tới cho những học viên những chương trình đào tạo đa dạng và chất lượng hơn nữa, đúng với tiêu chí học để làm được. 5 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, với hơn 1.000 học viên đã tin tưởng và lựa chọn VATC là điểm ươm mầm, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghề nghiệp của mình. Trung tâm VATC tự hào là địa chỉ uy tín cho tất cả các bạn học sửa chữa ô tô trên khắp mọi miền Tổ quốc có thể yên tâm học tập và đào sâu kiến thức bằng thực nghiệm trên nền tảng kiến thức mới, công nghệ hiện đại và thực hành trên những dòng xe đời mới, hiện đại.
Những thành quả có được của ngày hôm nay là một hành trình dài với công sức của toàn bộ ban điều hành, đội ngũ giảng viên và đội ngũ nhân viên VATC, những người cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng lên trung tâm VATC với mong ước có thể tạo được những giá trị để đời, cống hiến một phần công sức nhỏ bé cho xã hội và tương lai của những người lựa chọn lĩnh vực ô tô đầy tiềm năng này. Với tiềm năng phát triển của ngành ô tô Việt Nam cũng như khu vực và thế giới, mở ra rất nhiều những cơ hội mới, những tiềm năng mới, và với tinh thần nhiệt huyết của những con người VATC, với sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ giảng viên VATC, chúng ta tin chắc chắn rằng sẽ là một tương lai đầy hứa hẹn và cơ hội phát triển mạnh mẽ cho VATC ở phía trước. Và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những học viên trên toàn quốc đã tin tưởng lựa chọn VATC để học tập và đồng hành. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em bạn bè, đồng nghiệp, các đối tác đã ủng hộ và đồng hành cùng VATC trong suốt 5 năm qua. Xin chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công. Chúc VATC phát huy được những thành quả đạt được, kế thừa và phát triển tiếp bước hành trình mới để tạo nên những sự phát triển mạnh mẽ, tạo ra những giá trị lớn hơn cho xã hội, cho những học viên yêu quý.